Dặm Nông Công Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục lên cho các bác xem một máy cưa xích hiệu Estin MS180C các bác nhé. Đó, dạo thời gian gần đây thì rất nhiều là các bác nào đang có nhu cầu sử dụng hệ này. Đó, nói chung là vừa nhỏ nhẹ cho các bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng cưa gia đình. Con này thì được tích hợp nòng 38 ly các bác nhé, 38 ly. Con này là đời C, không có trợ lực nhưng mà có xả áp các bác nhá. Đó, có xả áp ở đây. Cho các bác nào mà muốn giật nổ nhẹ nhàng, nhạy nổ thì sử dụng một hệ này các bác nhá. Trên thị trường hiện tại bây giờ đang có hệ 180 và một hệ là 018. À quên, 180 và 180C. 180C là đời có xả áp với có trợ lực các bác nhá. Đó. Được tích hợp cho con này là hai ốc lam. Hai ốc lam, vặn ốc lam cực kỳ chắc chắn, vặn trực tiếp bằng khóa 19 các bác nhá. Đó, con này thì em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi. Một sợi xích mới luôn các bác nhá. Về các bác sử dụng thì không phải lan tan gì cả. Đó, cây lam thì nước sơn thì còn rất là đẹp, khá là đẹp đấy à. Nếu mà đối về hệ máy máy cưa xích mà hệ Estin thì cây lam của nó thì thường thường cực kỳ xấu các bác nhá, bởi vì nước sơn này của nó thì rất là dễ bong tróc này. Nhưng mà riêng theo máy con này thì lam của nó thì còn khá là tương đối các bác nhá. Lam thì chưa hề bị tòe đầu hay là gãy móp gì cả. Đó, đảm bảo cho các bác về còn chạy rất là ok luôn. Đó, máy móc tình trạng thì nguyên zin nguyên bản từ ATZ. Tem. Tem này thì nó đã bị mờ rồi. Tem này thì lúc đầu nó có cái mã vạch ở đây các bác nhá. Đó, nhưng mà về thì nó đã bị mờ rồi, chỉ còn lại cái tờ giấy không thôi. Cái này là nó có cái mã vạch thì thường thường là ở bên nước ngoài nó sẽ có một cái ứng dụng để check mã vạch, thì nó sẽ khi các bác check cái mã vạch này thì nó sẽ hiện ra cái thông số cũng như thông tin của cây máy này luôn các bác nhá. Đó, nói chung là ở nước ngoài thì mới có sử dụng được thôi, còn như ở Việt Nam thì chưa thể sử dụng được. Đó, tại vì hệ này là hệ bãi mà, hệ cũ. Đời thì nói chung là con này cũng chắc phải từ 2000 là mấy ấy. Nó thường nó sẽ có một cái phần tem ở đây nhưng mà về không hiểu cái gì đã bị mất rồi các bác nhá. Thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Máy móc tình trạng thì nguyên zin nguyên bản. Đó, nắp xăng ở đây, nắp xăng đổ xăng pha nhớt ở đây. Còn đây là nắp đổ nhớt để bôi trơn lam xích. Đó, làm xích thì ngon bảnh, nguyên zin nguyên bản. À, nói chung là tình trạng máy con này thì theo đánh giá thì còn khoảng 80-90% đấy các bác. Cực kỳ đẹp. Đây, mở phần áo gió cho các bác xem qua nhé. Tổng thể cây máy đây, nòng zin, bô zin, điện zin, bình xăng con zin các bác nhá. Đó, bình xăng con zin, ốc a thì nguyên zin, hàng chưa bung chạm máy móc gì cả. Đó, đảm bảo cho các bác là hàng của cửa hàng chúng em là chuyên cung cấp sản phẩm những dòng máy cưa xích. Đảm bảo cho các bác là chất lượng, nòng hơi cực kỳ ngon lành. Bởi vì cửa hàng trước khi cửa hàng chúng em nhập về thì cũng phải kiểm tra lại. Nếu mà máy móc mà những cây nào mà tình trạng đã bị hỏng nòng thì chúng em sẽ gửi lại cho nhà cung cấp luôn, chứ không có để giữ lại rồi bảo là thay nòng thay niếc để bán các bác nhá. Cửa hàng chúng em thì không có như thế. Đảm bảo cho các bác là máy nào cũng cực kỳ xuất sắc luôn. Về độ ngoại hình, nói chung là về có thể lựa chọn nhất, đẹp nhất có thể. Đó, với là còn nòng hơi thì đảm bảo cho các bác là cây nào cũng cực kỳ ngon lành, nòng hơi thì không phải chê điểm gì cả. Đó, áo gió riết của nó đây nhá, nguyên zin nguyên bản này. Dập Estin, nói chung là về hệ liên về hệ của Estin thì tất cả linh kiện gì của nó thì cũng đều dập nổi Estin cả, tất cả các bác nhá. Đó, đây thì phần này, xi đít này cũng đó đấy, cũng dập nổi Estin hết. Đó, linh kiện đó. Đó, các bác nhìn không ạ? Linh kiện đều dập Estin. Ốp lam thì dập nổi Estin ở trực tiếp ở trên ốp lam luôn. Đó. Máy móc thì cửa hàng chúng em cũng đã căn chỉnh cũng như là dọn đồ ngon lành, linh kiện thì đã kiểm tra các bác từ A tới Z. Đó, vâng, thì bây giờ thì cửa hàng chúng em sẽ ráp vào cũng như là test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy để cho các bác trải nghiệm qua tiếng máy này luôn các bác nhé. Chỉnh luôn, dọn đồ tất cả ngon lành hết rồi, đảm bảo cho các bác là về tới tay các bác sử dụng thì chỉ cần xài thôi, không cần phải kiểm tra hay là làm thêm bất kỳ cái gì nữa các bác nhé. Đó, nên là các bác cực kỳ yên tâm về cửa hàng của bên em.
Rồi các bác nào ưng ý là muốn chốt con này thì có thể nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng các bác nhé. Các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì em sẽ ship đến tận nơi cho các bác. Đó, cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc nên là các bác không cần phải lan tan gì các bác nhé. Đó, rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.